Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Chim Và Tô Màu của mình. Hôm nay mình sẽ tự lên video dẫn các bạn tô màu bức tranh, đó là hình ảnh một phòng ngủ gồm có chiếc giường này, kệ tivi và tivi đèn ngủ các bạn nha. Một chậu cây cũng bắt đầu tô màu với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô chiếc tivi này hồng viền màu đen. Chiếc tủ mình sẽ tô màu nâu gỗ. Chiếc đèn ngủ mình sẽ tô màu vàng nha. Chiếc giường mình sẽ tô màu xám. Chiếc gối và chiếc bên giường sẽ tô màu hồng và màu đen sữa. Đối với tô màu đen sữa. Câu hoa mình sẽ tô nhị màu vàng. Câu hoa mình tô màu đỏ nha. Đá màu xanh mặt trên. Chiếc chậu mình sẽ tô màu nâu. Chiếc tủ này mình sẽ tô màu xám cùng bộ với giường.
Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh hình ảnh một chiếc phòng ngủ, đó là có giường này, có kệ tivi, tivi đèn ngủ và một chỗ, một chiếc tủ bên cạnh nha. Thì các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.